Trong khi các địa phương đang tăng cường công tác phòng dịch, hạn chế tụ tập đông người, thì thời gian gần đây, tình trạng nhiều thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng trên đường 378 không chỉ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng bản thân và cộng đồng. Theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều ngày 6 tháng 8, trên đường 378 đoạn đi qua xã Nhuế Dương, Thọ Vinh và Đức Hợp, có khá đông thanh thiếu niên tụ tập về đây. Từng cặp một lần lượt đua tốc độ, phóng bạt mạng, đánh võng trên đường. Nguy hiểm hơn, nhóm thanh niên còn đi sang cả phần đường ngược chiều, lạng lách, nẹp bô inh ỏi, bất chấp nguy hiểm, khiến các phương tiện đi qua đây đều không khỏi lo sợ vì dễ xảy ra tai nạn. Tại đoạn qua xã Thọ Vinh, theo quan sát có tới gần 30 chiếc xe máy cùng nhóm thanh niên tụ tập trên đường, đa số đều không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách chuẩn bị tổ chức đua xe. Được biết trong tháng 6 vừa qua, Công an huyện Kim Động đã bắt giữ và xử phạt 7 đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, bốc đầu xe với tổng số tiền là 29 triệu đồng. Trước tình trạng trên, đề nghị cơ quan chức năng cần tiếp tục tuần tra kiểm soát các tuyến đường, đảm bảo sự an tâm cho người dân lưu thông an toàn.